Hiya, what's up anh em? Ok, what's up trở lại với anh em tiếp tục có thế, vẫn lại là mình nha. Ok, chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nữa nha. Ok, vẫn cứ như thế, hôm nay vẫn như tôi đề nha anh em. Tiếp tục là chinh phục kèo anh em World và đi mà bắt. Ok, săn tìm những gọi là siêu phẩm cảm xúc thăng hoa nha anh em. Và nói chung là nghe những câu siêu đầy cảm xúc của mình nha. Ok, và cứ thế thôi. Ok, hôm nay nói chung là tốc độ nha anh em vào vấn đề chính luôn nha, không nên liên thiên vì nhiều thứ. Ok, và rồi mở cái bắt xương xương cho ẹt ra mình cái nha anh em, nhận sẽ có lỗi cho anh em coi. Ok, và hôm nay bầu trời lại mưa nữa nha anh em, hy vọng sẽ không đen thui nha. Ok, lưỡi không đây nghĩ không quá. Ô lỡ luôn, quải hồi MC anh em bồ đi vui. Hàn Quốc luôn, quải ồ luôn rồi. Là B luôn. Ui, cái là bộ quá nha. Chim 23 nó mới đi vậy rồi, chim 19, chim 23 hả? Mà giá bao nhiêu đi? Mừng. Ui, có 782 rồi nha anh em, nhưng cũng được nha anh em, chim 19 mày Uber rồi, chim 23. Phôi ngon nha anh em, phôi ngon. Ok, đi bình. Ôi chào anh em, trước khi lên kèo đập thẻ cho anh em quơ thì chúng ta làm nhẹ mấy cái gói quà hôm qua còn sót lại nha anh em. Ok, dòng rẽ dân sân sinh gia siêu phẩm luôn nha. Ok, lưỡi không đây, đúng vậy lưỡi nha anh em, hầm gì hầm u xe lợi đi mơi tiếng anh xe mờ là đất thương anh. Ui đừng có xô anh em ơi, cặp em muốn anh em ơi, giá bao nhiêu đây? Giá này ui có bảy ở cách xe mero cộng ba luôn anh em, cũng được nhưng mà vẫn ôi trả lại anh em mình con, nói chung là có mấy anh em nói là mình nói chuyện nhanh quá khó nghe đâu, nhưng mà thực sự mình quen anh em ơi, mình không nói chậm được anh em, cứ mà lần mà nói chậm là cảm giác mình lú sao á. Ok, chắc về hồi cái tiết chế đây nhanh, nói từ từ hầm lắc hầm lắc quay on thôi ít hèn xếp xếp quay không sao anh em ơi, đi mới là không ngọt cũng được. Yeah, ui có 3-8 vậy, vãi rồi, tương lai anh em Messi rồi. Vãi rồi, đi bên đây rồi, dễ cho anh em nhớ hổng người làm 7 tuổi mấy cộng không mà. Ui giờ xuống kìa, còn 1 có 3-8 mà anh em, nhưng mà vẫn được, siêu cái nữa. Hết rồi, mình nên tưởng là anh em Messi, tao mì mì cái hấp rồi, để bên. Ui trái lại anh em là quả đúng hú hồn luôn em ơi, cứ nghĩ là vô tình lượm được biết kiếp nữa rồi anh em à. Cây thế nha, cứ xếp là gọi là Robert FC đấy, hầm gì hãy còn anh em ơi. Còn gì đây, ui cực bị đú luôn rồi. Một hero, ui phải là câu lạc bộ rồi, 28 hả. Ui cực bị chỉnh nha anh em, đúng nguyên luôn rồi. Ẹt này hơi bị đú nha. Ok, đợi mình nhanh có anh Long nữa kìa. Tiếm nha, ok lửa không. Ui mới lòng mình kêu lửa hay không liền chứ. Mày đi, mình đi mìm mình bỏ thì có lửa. Ok, nói chung cũng ba đú đó, đây mình. Ôi trả lại anh em, ok mình quên mà gối này nữa nha anh em. Ok giờ chiến gối này nha, quải ồ quá anh em ơi, bên ngoài mưa bắt đầu lớn hơn nữa rồi anh em ơi. Ok lần này mình phải nói lớn lớn xíu nha anh em, hay dùng sao có lửa gối đi cho luôn. Ok chắc chắn là không rồi, đẹp ạ. Tím nha, mới có lửa hay không đây. Ok lửa ai, 20 giây, ai còn anh em ơi, bồ thì vui. Tây Ban Nha là đi nha anh em. Thì bê luôn. Icon, Palette hả. Ok đúng vậy anh em, Palette luôn rồi, ba đủ nha. Ok để mình luôn. Ok nha anh em, tiếp tục di chơi đây, lửa đi nào. Ok vẫn không nha anh em, chẳng mấy đây, chẳng mấy tư, ủi giống nãy vậy nè mà. Tiếp nữa nè, ok. Đúng vậy lửa, thầm gì, thầm FC bồ thì vui. Ui, lỏ lửa tê vậy, xin mờ. Ui, qua giết hết hồn anh em. Trong 19 nè. Quái mình tưởng phân được con Van Verde mùa gọi là cơm ba anh em, hết hồn luôn. Ok để mình nha. Tiếp nha, nhá đây. Vẫn không nha anh em, chẳng mấy, chẳng mấy ba lỗ nha. Ôi tím nha này, mưa quá mưa này mày. Thực sự luôn á, quá hồn rồi. Ok lắc rồi. À lắc như mày con thường. Ý là bê vui. Khó nha nè, quái ồ, cứ mà làm ý là vị trí lỏ thôi. Ủa ồ, xe em hứa luôn nha anh em. Cụ nào đây, nhưng mà chắc chép là rẻ rồi, ba đú à. Mùa này rẻ anh em ơi. 700 nha anh em, thử nha, không như ok nhưng mà vẫn. Tím nha nè, lỏ đi. Vẫn không, chắc 25 nào, ủa chắc 25 thiệt. Quái ồ, làm bốn luôn. Ông đây bên nữa nha, nhẹ đi quá rồi vậy kỳ vậy. Ok để mình tiến nha, nổ này lỗ đi vẫn không nha, chắc 25 nào, chắc 23 lỗ nữa đây mình. Ok chiến nha, nhá đây nào, đúng vậy hầm dây hầm UCL. Ui chờ mà đú nữa nằm bù ly lại đây. Rồi cho 20 nha anh em, cộng 2 luôn nè, biết giá như thế nào rồi, chắc là rẻ nha anh em, UCL nghĩ giá rẻ. Ok đúng rẻ luôn anh em ơi, 2 UCL luôn nè mà. Té nha anh em, lỗi không? Ok lửa nha, hồi đó gì lửa vậy, còn thường nữa.
mấy hầm nè, cứ hầm này hết vui nên còn lỏ thôi. Người mi mi luôn nè. Bỏ cho 19 nha anh em, lỏ luôn. Một C, bên đủ nha. Ok, đây mình nữa thôi. Tém nha. Nhá thì vui nè, nhá nè. Bỏ nha anh em, cho mấy cho ba nữa để mình. Ok, lửa. Đúng vậy, hầm gì? Hầm revival. Pha quái quá. Chưa bê qua hả? Quái ồ. Quái hầm brand gì ta? Man United kết hợp rồi mà khó ăn gì, nhớ nhiều bị chậm nha anh em. Thôi tiếng Anh United rồi, hôm nay game hơi chôn nha anh em. Mấy nãy thằng tên ACF mà cứ nghĩ Messi, còn gọi là Phát CB, hầm Riva cứ nghĩ Varane. Ok đợi mình nha. Tiếp nha anh em, mẹt mẹt nữa. Ok anh em quên nè. Lửa. Lửa đẹp quái á, cái quái vậy. Tiếp nha. CB không? Ui, cứ cho mày sao, bởi ông chưa đang ra nha anh em cũng được. Quái, ông có free thiên gia được game 16 là vui nha anh em. Giá nhiều, 2-2 thôi nhưng mà chẳng. Được, được, đâu anh. Free phải chất lượng như thế chứ. Lửa đi. Được. Quái, cứ mỗi lần kêu lửa đi là không lửa. Nhưng mà được cộng 4, 3 tuổi 2 anh em. Đồ cứ mắc dữ gì đi. Cũng được hơn nhanh anh em nha mà chẳng. Để mình nha. Ok, cuối nha anh em, xong kêu anh em nào, lửa nó đi nào. Không nha anh em, khó nha nè. Ok, hết cuối nè, lửa cho đẹp nào. Trời ơi, hết cuối còn không có lửa luôn á chứ. Gulen, quái quá. Không chui lửa nhưng mà chất lượng nha mình đi. Ủa hay là Gulen giờ xuống giá nặng quá anh em ơi, mình nghĩ chắc không lên giá nổi đâu anh em ơi. Order cho 18 thì cũng khá là thấp rồi. Anh em nào mà hiện tại đang ở Gulen chắc anh em nên suy nghĩ lại về vấn đề đó nha anh em. Thật sự Gulen, cũ Gulen giờ order thấp quá. Nhưng với lại nhiều gói quá anh em, có gói hàng ngày 118 anh em ơi. Anh em mà cài full anh em có thể mở được Gulen mà, cho nên chắc giờ Gulen giá rẻ. Mình nghĩ chắc còn Gulen RDUP ba vị trí RDUP là giá cao thôi anh em ơi. Và tất cả vị trí còn lại chắc chắc đá xuống nặng anh em ơi. Ok, hợp lý nha anh em. Quả cuối không hầm nhưng mà chất lượng nha. Ok, đem một kèo anh em nào để mình theo cô trả lại anh em. Ok, qua sân khách nha anh em. Ok, để mua sân nhà khá là sâu rồi. Ok, cầm mong qua sân khách đập thẻ xã hê luôn nha. Ok, kèo cũng khá là căng nha anh em. Kèo cũng 7 và kèo cũng 9 nha. Lại là kèo cũng 9. Ok, kèo này là của người anh em gọi là Đình Văn nha anh em. Ok, sao đó người anh em rất nhiều. Người anh em được kèo chúng ta đó là chính một Rio Ferdinand cộng 7 và cửa này cộng 9 nha anh em. Cửa gọi là Alonso nha anh em, mà dịch ra là vậy á. Ok, miếng chạy xuống thế nào đây. Ok, chừng 3 năm nha anh em, có nha mình đi. Ok, nếu mình lên 9 thì vui, nên chút đẳng cấp luôn chứ vui về anh em ơi. Ok, còn 7 đi một xương xương nha. Ok, để nhìn lại phôi cho nó đẹp đẹp nè. Ok, anh em kèo đi mồi, chắc chúng ta đập vạch, nên vạch cao ta. Nếu chúng ta đập vạch cao mà nó xịt thì tỷ lệ chúng ta bế cũng chính lên thì dễ đúng không anh em. Ok, chưa vạch cao luôn nha. Biết đâu được anh em, siêu phẩm nó hiện lên sao. Ok, và hai bữa ba đập đi anh em. Thôi 7 nhịp luôn đi anh em, đúng cái giao án đi. Đúng cái trình tự anh em. 1 2 3 4 nè, 5 nha, 6 nè. Biết đâu được anh em lại lên luôn thì quẩy rồi. Thường thường mình đi mồi thì rất là đen nha anh em. Mình mồi thẻ quẩy rồi. Quẩy rồi, thiệt luôn. Sao mình mồi thẻ quẩy rồi vậy ta. Khó chịu vậy ta. Cũng không kiếm được gì đâu mấy nơi vậy. Tôi không thể tin được nha. Mình mồi thẻ kìa. Trời ơi, cây. Vào luôn đi anh em ơi. Cuộc sống mà. Vô dự lên đi. Biết đâu cái tích xiền lên mấy ní. Ok, mình chấp hôn cho kỹ nè. Ok, trở lại anh em. Vãi, cây ghê luôn anh em ơi. Mình mồi thẻ nó sao sao quá. Mình sợ ghê luôn á. Mồi lại lên, mồi lại lên. Đúng rồi anh em. Ok, chúng ta 10 giờ mới chơi được kèo cộng 7. Không biết chúng ta đập cộng 9 có thành công hay không đây. Ok, nhân phẩm là tất cả nha anh em. Hy vọng điều khiển tích sàn lên nữa nha anh em. Hôm qua đập thẻ khá là cảm giác, hy vọng hôm nay vẫn cứ thế nha. Hướng về mình chơi được một kèo cộng 9 lần đầu tiên trong đời nha anh em. Hy vọng lần đầu tiên và hôm nay là lần này nha. Chỉ nha anh em, nói nhiều lại thêm lũ. Dứt 1 2 3 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 8 siêu phong công 9. Thôi kiểu 9 trong đời, lần nữa trong đời đi nào. Lên 7. Hôm nay đúng là 9 1 2 7 cho người em luôn rồi. Ok, đợi mình nha. Wow.
Happy Hour trở lại nha anh em. Ok, tiếp tục lại là kèo cũng chín nữa nha anh em. Kèo là của anh em Quang Quanh. Ok, và người anh em đưa kèo cũng chín đó là kèo gọi là Luis Diaz cũng chín nha anh em. Ok, hôm nay chín lớn lên kèo kèo căng trước luôn nha anh em, kèo lớn trước luôn. Ok, và người anh em đội hình người anh em có quả là 4 của hàng 8 luôn nha anh em. Ok, Luis Diaz, Son Heung-min và Chisa và McRoy anh em, quá đẳng cấp nha anh em. 4 hàng 9 support line nhất trong đội hình này. Quá xịn xò, McRoy 95 vãi ò thiệt luôn. Ủa mấy cái Roy 95 hả anh em? Đẳng cấp vậy mới lấy được phải McRoy ta, nhìn quen quen giống quá mà. Ok, đội hình nha anh em, chắc lại cái đúng người này McRoy và chắc lại chứ sai cái anh em chửi nữa. Ok, chia xa 8 nha anh em, đù cũng 95 first. Ui, bút tóc là các thứ chỉ số đẹp nên quá đẹp luôn. Ok, bút hàng 8 quá chất lượng rồi. Ok, Son Heung-min nha anh em. Ui, 95 XT nó còn gì để nói nữa. Ok, xịn bó đúng đẹp nè. Ok, hy vọng cây con chính sẽ thành công nha anh em. Thật sự còn chính quá khó nha anh em, không sao nha anh em, nếu nói chung là cái gì càng khó thì chúng ta càng có động lực để chinh phục nó nha anh em. Ok, biết đâu được cái xe lên em ơi. Ủa, hai con full này hả? Hai con là full mini ơi. Ok, hai con full bỏ vô đi anh em, hết cuối chúng ta sẽ lấy nó ra khỏi là màu luôn nha anh em, để ngâm ngâm xíu chúng ta dứt luôn. Cuộc sống anh em ơi, bất ngờ luôn xảy ra một phút chốc nào đó mà. Giờ sao ta có chín nhịp hay không đây, hay là nhịp thôi bây giờ mình cứ nhịp nha anh em, xong rồi mình cảm nhận và mình lụm thôi, khỏi nhịp chín nhịp gì hết nha. Ok, dứt nha anh em, cảm nhận và lụm. Căng quá bên ấy ơi, lo quá luôn á, có điện cho mình sau đi nha người anh em. Quang Quynh chuẩn bị nha anh em, cảm nhận và lụm thôi, cảm nhận và lụm thôi. Yeah! Siêu vong con chính đi, siêu vong con chính đầu tay đi. Khó quá ta, quá khó luôn anh em ơi. Ok, sorry người này quăng quên nước nhiều điều đó nha. Còn chính luôn cái gì đó anh em, nó trở ngại quá anh em à. Ok, xin lỗi người em rất nhiều nha. Ok, về lại sân nhà thôi anh em, sẽ cắt anh em cái video đó anh em ơi, để mình hello trở lại nha anh em, về lại sân nhà thôi anh em ơi. Ok, đây kèo đầu tiên sân nhà, kèo với anh em tài anh em. Ok, lại là người anh em, lại là kèo Gulit nữa nha anh em, người anh em có đam mê đập Gulit anh em ơi. Ok, và đây là kèo Gulit cùng 7 nữa nha anh em, hôm qua chinh phục được một kèo cùng 7 đi cho người anh em ơi. Vâng, qua hôm nay người anh em lại đưa kèo khác nha anh em. Ok, sao ba người anh em, thật sự là rất tiếc hai quả cùng kèo con chính của anh em bên sân khách của anh em ơi, lên đúng qua kèo Rio mà đi mồi. Đúng đời anh em ơi, thật sự còn chính luôn là cái gì đó anh em ơi, căng quá anh em ơi, thật sự không biết khi nào mình mới bế được một kèo công chính lần tiên trong đời anh em ơi. Thật sự điều đó khá là gian nan nha anh em. Heo coi trả lại nha anh em, không nên nói nhiều lại thêm lâu chí nha. Bây giờ ngày hôm nay sẽ bế được 7 tiếp nha. 2 3 4 5 6 và tiếp tục lại là cầu rút cuốn lít lên 7 để có kèo 8 cho anh em xem nào. Lên đi không đây thấy nháo quá mà. Ok, nhá này mình nhá đỏ nha anh em, thật là sự là toan. Ok, sorry người anh em nha, để mình. Ok, trở lại anh em, ok cũng 8 nha anh em. Cũng người anh em nhận tâm. Ok, sao đâu người anh em. Ok, người anh em nói chung là đưa kèo chúng ta đó là chinh phục thủ bao của tội 8 nha anh em. Đi hóa đội cho thủ bao của tội mùa World Cup 22. Căng quá anh em ơi. Còn 9 không chinh phục được thì còn 8 phải trả lời nha. 933 tuổi nha anh em. Cụ tổ này nói chung là chụp khá là nét rồi, không còn gì để nói với cụ tổ này nha anh em. Ok, chắc là phải thế này rồi đấy anh em, nó vừa đủ khung nè. Ôi ôi, 8 ơi, hãy lên tiếng đi. Nếu kèo 8 này lên thì ngày hôm nay nói chung là gỡ gạt hết tất cả luôn anh em ơi, thì bùng nổ ngày hôm nay. Ước gì điều của tôi có thể hiện lên nha anh em. Liệu 8 nhịp của mình có đúng đắn trong phần này không đây? Ok, xin lỗi người anh em, 8 anh trước khi em đã dứt nha. Ok, không sao anh em ơi, nhân phẩm là tất cả mà. Cái gì càng khó thì càng quyết tâm thôi anh em. Cuộc sống mà anh em không nên bi quan nha. Phải quyết tâm nha anh em, phải tự tin nha anh em. Phải tự tin phần em có thể bế lên. Ok, 8 nhịp dứt nha anh em. Lâm. Nói nhiều đi thêm lũ thôi. 1 2 nè 3 4 5 6 bảy để thu bao cũ tối lắc dưới mới đi mình thấy như vậy ngoại hò luôn em ơi, nhiều cuối tự nhiên đít game nha anh em, game văn game chôn nữa ngoại của tao muốn lên như vậy con nghe anh em thì nên đọc nhịp cuối văn game phải điềm dưới và điềm.
Ok lại nha nè. Là hú hồn và cuối mình tưởng là vào cái của tội xịt sáo luôn á, đúng buồn. Chí nha nè. Em biết đâu rồi, điểm báo đó anh em. Một, rồi dứt khoát nha. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, cù tay. Bùng nổ đi, bùng nổ đi, bùng nổ đi. Dịp sáng này sao nó nhẹ vậy ní. Quá khó em ơi, hôm nay lại đen rồi. Cứ ngày mưa là hôm nay lại đen sao. Thấy rồi, lòng này nó bắt đầu đau nữa rồi. Rồi hôm nay đúng kèo mồi của anh em quơ luôn đi. Em chịu đây. Ôi sorry anh em Tâm nha, thật đáng tiếc em ơi. Ok đem mình nè. Hello, trở lại anh em kèo cuối nha anh em. Kèo cuối đỡ đang retro nha anh em. Ok, kèo này cũng anh em win. Sao đâu người anh em, thật sự là xin lỗi tất cả anh em quên. Hôm nay bị mình đập thẻ đi nha. Thật sự là đáng tiếc anh em kèo căng căng không mà đập thẻ nè anh em ơi. Hôm qua nó chung đầy cảm giác luôn em ơi. Và hôm nay mất đi cảm giác rồi. Ok, kèo 8 và kèo 9 mà anh em ơi. Tỷ lệ nó thấp quá anh em ơi. Và nhân phẩm mình nói chung là cũng khá là đen thui. Thật sự là xin lỗi anh em nha. Ok, hy vọng đội pha đấu đen này sẽ gà lại hết tất cả nha anh em. Nói chung là mình cộng nó đừng có ra 126 thôi anh em ơi. Hãy ra con 130 mấy hoặc là 129, 127 được các thứ thì cũng ok anh em ơi. Đừng có ra 126 nữa. Dạ mấy khốn mình được phai lỏ lắm anh em, đúng chán luôn á. Ok, hy vọng thôi anh em ơi, hy vọng mình cầu mong thôi. Điều kiện tích thiện lên hai nhịp nha nè. Nói nhiều lại thêm lũ thôi. Cầu mong hai nhịp nó sẽ đúng đắn với giao án này nha. Thôi cái cờ xin xòi nha. Thị điện ST đi, hoặc Hàn Quốc. Còn như đó thôi. Thị điện Hàn Quốc. Thị điện Hàn, thị điện Hàn. Mà rét luôn hay gì vậy? Như thế hay đâu. Wild. Chị ni. Buồn mãi hồ luôn. Khó chịu tôi chữ luôn á. Thế nhờ, ơi Marine à, chịu đây. Quá to nha anh em. Ok, chắc hôm nay là clip đến đây thôi nha anh em. Thật sự cảm ơn em đã xem clip ngành rất nhiều nha. Quá cái kết vẫn không được cái gì đó gọi là ăn ngủ anh em luôn nha. Em đang cứ đập xuống Marine nữa, quá buồn luôn. Ok, nói chung là ba anh em nha. Thật sự xin lỗi anh em rất nhiều. Quá anh có nhu cầu gì không tin thì vẫn có như cũ nha anh em. Ghi xong rồi dưới phần comment hoặc cho không tả nha. Ok, và hẹn anh em ngày mai. Không biết ngày mai có gì đó gọi là cho anh coi nữa thì không đây. Ok, còn một ngày mai sẽ có sổ ẩm cho anh coi nha. Ok, bye anh em. Cảm ơn em rất nhiều. Quá buồn và cuối nha. Bye anh em.